Ra lấy tay nghe. Cô bây giờ lấy tay. Okay, I see a lot of people. We have 52 in our class now. Very crowded, okay? Các bạn nào chưa đặt tên, à, các bạn đặt tên cho cô là tên của mình nè, với lại lớp nè, để có gì cô có thể kêu các bạn phát biểu, okay? Bạn nào mà chưa đặt tên thành tên của mình thì các bạn đổi lại cho cô nha, okay? Chị, thầy muốn học đủ. I can't see. Can everybody see me? Mọi người thấy cô chưa? Can everybody see me? Mẹ lấy rồi. Mẹ con bận quá, ý quá. Vâng. Okay, we have 73. Ở nhà cô. Hi. Nice to see you. Cô. Hi. Nice to see you guys. Hello guys. Hello. Hello everyone. Hello teacher. Okay, hi guys. Hello teacher. Hello. Hello guys. Ôi cô con còn chưa bao giờ chưa được năm gì. Con mà. Yes. Sorry, I cannot hear you guys clearly. Okay. This is the class. Okay, lớp của mình sẽ cho các bạn từ lớp 3 nè. Here we go. Okay. Các bạn học lớp 3, lớp 4, lớp 5. Okay. Con chào cô. Hello guys. Hello. Hi, teacher. Hello everyone. Okay, we wait 3 more minutes, okay? Tí nữa thì khi mà bắt đầu á thì cô sẽ tắt tiếng các bạn nghe. Okay. Để mình có thể nghe cô nói rõ hơn. Okay. For example. Okay, như vậy thì trong buổi học nè, khi mà cô nói thì cô sẽ tắt tiếng các bạn nha. Khi nào mà cô sẽ mời đến bạn nào thì các bạn đó sẽ mở mic lên và phát biểu cho cô, okay? Because the class is very crowded. Lớp của mình rất là đông nên là nếu bạn nào cũng mở mic thì sẽ khó mà nghe cô nói được, okay? So now I think we can start our class today, okay? I would think we can start our class right now. Okay, so hello everyone. My name is An Thu. Okay, that is my name. You guys can call me Miss Thu. Okay, you guys can call me Miss Thu. So first, I will introduce about myself first. Cô sẽ giới thiệu bản thân cô trước nè. Then I will invite some of you. Okay, cô sẽ mời một vài bạn giới thiệu về bản thân các bạn. Okay, nhưng mà I'm so sorry. I cannot invite all of you. There are 96 people in our class. Có tới 96 bạn ở trong lớp mình lận nè. Thành ra thì cô sẽ không thể mời hết các bạn được. Okay, I just invite some of you, okay? So I'm sorry for those that I didn't invite, okay? Đối với bạn nào mà cô chưa mời thì cô sẽ cố gắng mời các bạn tham gia làm bài trên cái slide của cô nè. Cô sẽ có những cái bài tập thì cô sẽ mời các bạn, okay? So now I think we can start the class now. We have 100 people in our class, okay? So let's start. So first, my name is An Thu, okay? So I will be your teacher, and I'm gonna talk a little bit about myself. So let's see. So my favorite color, I have 3 favorite colors. I love black, gray, and green. And I love eating some food like, let me see. You guys know fried chicken? You guys know fried chicken? And I also love drinking milk tea with boba. Do you guys know milk tea with boba? Đây là trà sữa trân châu nè. Các bạn nào thích uống trà sữa trân châu giống như cô không? Milk tea with boba. And I actually love eating vegetables and fruits too, like orange, apples, and some other fruits like kiwi, okay, peaches.
So let me talk about one more thing about myself. I love playing table tennis. Cô rất là thích chơi môn table tennis, or you can say ping pong. Okay, đó là môn bóng bàn. And one more thing, I love reading comic books. Okay, is there anybody here that love reading comic books like me? I actually have a collection. Cô có một bộ sưu tập of the Detective Conan. Can you guys see? I have from episode 1 to episode 94. Cô có một bộ sưu tập từ episode từ tập 1 nè đến tập 90 mấy nè. Okay. Có nhiều bạn không nghe được tiếng cô hả? Can you guys hear me clearly? Các bạn thử chat vào cho cô nè, các bạn cứ chat cho cô đọc nè. Can you guys hear me? Can you guys hear me? Ok, yes, như vậy có bạn nào. Nếu mà bạn nào không nghe được cô thì các bạn có thể coi lại thử coi cái micro, coi lại cái loa của mình nha. Ok, thank you guys. So I will invite some of you, ok? I will invite some of you and just please tell me your name first. First your name. Đầu tiên là các bạn giới thiệu tên cho cô nè. Then you talk about your age, tuổi của các bạn nè. Các bạn học lớp mấy, các bạn học trường gì. Then you can say about anything like your favorite color, your favorite animal, your favorite drink, your favorite food, your favorite sport, okay? Okay, yes. Okay, because I cannot invite all of you, bởi vì cô không thể mời các bạn hết được, nên là cô chỉ mời một vài bạn thôi, okay? Now I want some volunteers. Đầu tiên thì cô muốn một vài bạn sẽ có bạn nào tình nguyện không nè? Ở đây thì cô thấy các bạn có raise hand nhiều nè. Okay, I want to invite Hoàng Dương. You are 10 years old, right? Hoàng Dương, can you hear me? You can turn on the mic. Okay, sorry. Okay, Hoàng Dương mở lại mic cho cô nha. Okay, hi, can you introduce about yourself, Dương? Dạ, chào cô. Con tên là Vũ Hoàng Dương. Năm nay con 10 tuổi. Con can you speak in English? Can you speak in English? Nói bằng tiếng Anh. Can you speak in English for me? My name is... My name, yes? Hoàng Dương. Okay, good. How old are you? How old are you? I'm... My name is... So, nếu mà Dương 10 tuổi nè. My name is 10. Yes, so nếu mà Dương 10 tuổi nè thì cô hỏi Dương how old are you? Thì Dương sẽ trả lời là I am 10 years old. I am 10 years old. Good job, yes, yeah. Okay. So what school do you go to? Dương đi học trường nào nè? What school do you go to? Mà trả lời cho sao mà? I go to... Your the name of the school. Con đi học tới trường nào? Con thử nói cho cô đi rồi cô chỉ Dương nói nè. The name of the school. Vương. Nguyễn ạ, again, one more time. Tiểu học Trưng Vương. Ah, okay. Tiểu học Trưng Vương có thể nói là I go to Trưng Vương School. I go to Trưng Vương School. One more time. I go to school Trưng Vương. Okay, Trưng Vương School. One more time. I go to Trưng Vương School. I go to Trưng Vương School. Good job. Okay, bây giờ Dương thì nói cho cô nghe một vài thứ nữa nè. Favorite color. Dương thích màu nào nè? Favorite color. I am blue. Okay, you say I like blue. I like blue. I like blue. Okay, so what about favorite animal? Con vật mà con yêu thích. Con thích con vật nào nhất? Your favorite animal. Con có thể nói bằng tiếng Việt nếu mà con không biết. Sau đó cô chỉ cho Dương nói nè. Dragon. Ah, dragon. Okay, so you like dragons. Okay, good. What dragon about your favorite? And British. Dragon and? British. What is that animal in Vietnamese? What is that animal in Vietnamese? Con vật đó trong tiếng Việt thì con gọi là gì? Con rồng và con phượng hoàng. Ah, okay, wow. So where do you see the animals? Con thấy những cái con vật đó ở đâu? Where do you see the animals? In the movie? Yeah, ở trên truyện tranh. Ah, in the comic book, okay. In the comic book. So that is also your favorite comic book. Như vậy là cái chuyện nó tên gì nè? Mà Dương thích đúng không? Dương cũng thích chuyện đó đúng không? What is the name of that comic book? Con còn thế nhớ giới loài rồng.
Ah, okay, okay. That is the name in Vietnamese, okay? Good job, okay. Thank you, Dương, so much, okay? Thank you so much. Great to see you. Okay, now I will invite one more friend, okay? Okay, bây giờ ở đây có nhiều bạn đang giơ tay nên là cô sẽ mời nha. Okay, let's invite a girl. Invite a girl. Okay, I want to invite bạn Đinh Gia Hân. Can you hear me, Gia Hân? Đinh Gia Hân. Can you turn on the mic and then you introduce yourself? Cô sẽ không thể mời hết các bạn được. Okay, so I'm so sorry first. Bởi vì lớp của mình rất là đông nè. Okay. Okay, Gia Hân, can you turn on the mic? You can ask your mom. Okay, con có thể nhờ bố với mẹ mở mic cho mình nè. Can you turn on the mic? Okay, hello, Gia Hân. Can you introduce yourself? What is your name? Your full name. My name. Hello, everyone. Hello, teacher. My name is Gia Hân. Good job. I'm 8 years old. Very good. I'm from Taiping, Vietnam. I'm in grade 3 in primary school. I like three colors. Three colors. Red, yellow, and orange. Okay. I like eating fruits. The fruit is grapes, strawberry, and mango. Okay, wow, very good, Gia Hân. So you like the three fruits? They are, you're gonna say they are. Khi mà con dùng số nhiều thì con sẽ nói cho cô là they are. Again, they are, con kể lại cho cô nghe nè. They are, đó là những loại quả nào mà con thích nè. They are grapes. They are mango. Mangoes. Strawberries. Strawberries. And grapes. And grapes, yes. Good job. So what teacher. Okay, so one more thing. What is your favorite food? The food, not fruit. My favorite food is noodle. Okay, very good, Gia Hân. Thank you so much, okay? Nice to see you, Gia Hân. Okay, invite one more. Okay, cô mời thêm một bạn nữa nha. Let's invite Đào Trọng Lim. Can you see me? Can you hear me, Lim? Can you turn on the mic and introduce yourself? Can you turn on the mic and introduce yourself, Lim? Okay, because today is the first day, hôm nay là ngày đầu tiên cho nên là cô sẽ cho các bạn có nhiều cơ hội được giới thiệu bản thân tới khoảng mình sẽ giới thiệu bản thân mình tới tầm 8:25. Okay, 8:25. Okay. Then we're gonna start our lesson today, okay? Sau đấy thì mình sẽ bắt đầu buổi học của mình sau. Okay, Lim, can you turn on the mic? Can you turn on the mic? Okay, if Lim cannot turn on the mic, I will have to invite someone else, okay? Bây giờ Lim cứ coi thử cho cô cái cách con mở micro lên nha. Bây giờ cô sẽ mời một bạn khác trước, okay? Then I will come back to you later. Now I want to invite Lê Trần Khánh Thi, fourth grade. Bạn Lê Trần Khánh Thi học lớp 4. Can you guys hear me? Bạn Lê Trần Khánh Thi học lớp 4. Các bạn gặp khó khăn trong việc mở mic.
Okay, what about Nhật Khang? Nhật Khang, can you turn on the mic? Can you turn on the mic? You guys can ask for your parents' help, okay? Các con có thể nhờ bố mẹ mở mic giúp mình nha, okay? Nếu mà các con chưa biết cách mở mic thì các con có thể nhờ bố với mẹ mở mic cho mình, okay? Bởi vì trong lúc mình học mà mình mở ai cũng mở mic thì sẽ rất là khó để nghe các bạn nói, okay? So Ken, can you turn on the mic now? Hello, my name is Nhật Khang. I'm okay. A student at Great Primary School in Biên Hòa City. Okay, Biên Hòa City. Okay, how old are you, Khang? How old are you? I'm 9 years old. Okay, you're 9 years old. So tell me a little bit about yourself. What is your favorite color? What is your favorite color? Blue. Blue? Okay, you like blue? Okay, favorite animal? Favorite animal? What is your favorite animal? Con vật yêu thích của con là con gì nè? What is your favorite animal? What animal do you like? Khang thích con vật nào nè? What animal do you like? Yes, I like. Con thích con gì nè? You can say in Vietnamese if you don't know. Con có thể nói tiếng Việt thì cô sẽ chỉ con cái từ tiếng Anh của con đấy. I like elephant. Oh, elephants. Okay. Okay, Khang like elephants. Okay, thank you, Khang. Thank you so much. So now, what about bạn Chu Bá Sang? Okay, Chu Bá Sang, can you turn on the mic? Can Chu Bá Sang turn on the mic? Okay, hello. Can you introduce yourself? What is your name? What is your full name? Bá Diệp Sang. Okay, your name Sang. How old are you? How old are you? I'm 8 years old. Okay, 8 years old. Where do you from? Sang đến từ đâu nè? Where do you from? I'm from Nghệ An. Ah, Nghệ An. Okay, you from Nghệ An. So tell me a little bit about yourself. Your favorite color, your favorite animal. Your favorite food? What is your favorite color? Is green. Okay, green. My favorite animal is dog. I like eat pizza. Okay, you like eating pizzas. Okay, thank you, Sang, so much. Thank you. Okay, let me invite one more. Okay, let's invite a girl, okay? Hoàng Giang, can you turn on the mic, Hoàng Giang? Bạn nào chưa biết cách mở micro thì các bạn có thể nhờ bố mẹ chỉ mình nha. Okay, you can ask your parents, okay, for help. Hello, I can hear you. Hello, teacher. Okay, what's your name? What is your name? Your full name. Họ tên đầy đủ của Giang nè. My name is Phạm Hoàng Giang. Okay. I'm 9 years old. I live in Hải Dương City, Vietnam. Okay, good job. I study in Haitham Elementary School. Okay, good job. What is your favorite color, Zhang? What is your favorite color? My favorite color is yellow. Okay, yellow. What about favorite? What about favorite sport? You like playing sports? Dương có thích Zhang có thích chơi thể thao không nè? Do you like playing badminton? Do you know badminton? Yes, badminton. Okay. What about your favorite, let me see. So what is the favorite sport? What is your favorite sport? Như vậy thì Giang thích chơi môn thể thao nào nhất nè? My favorite sport is skating. Ah, skating. Wow, you can skate. Very good, Giang. Good job. You can skate. Very good. So tell me about your favorite food or drinks. Okay, food or drink.
My favorite food is beef. Meat? You like meat? Yes. Okay, what about drink? Do you like drinking Pepsi or Coca-Cola or milk? No. So what do you like to drink? Milk. Ah, you like to drink milk. What flavor? Milk. What flavor? Strawberry or chocolate? What is your favorite? Chocolate. Ah, chocolate. I like chocolate milk too. Okay, thank you, Zach, so much. Thank you. Okay. Okay, Lim, can you turn on the mic now? Bạn Lim đã mở micro được chưa? Hồi nãy cô có mời Lim đúng không? Can Lim turn on the mic? Okay, so we still have 10 minutes, okay? Cô vẫn có thể mời thêm được một vài bạn nữa. Okay, you still have 10 minutes. Mình sẽ introduce about yourself for 10 more minutes, okay, guys? Can Lim turn on the mic now? What about Minh Vũ? You're in class 4A. Can Minh Vũ turn on the mic? Oh, you don't know how to turn on the mic. Okay, các bạn nào mà mình chưa biết mở mic thì các bạn có thể nhờ bố mẹ chỉ mình nha. Okay, và mình có thể bữa hôm sau để mình có thể mở mic mình nói chuyện với cô nha. Okay, I can see two people in the same class, Ngọc Anh and Minh Hằng, right? Ngọc Anh and Minh Hằng, do you know how to turn on the mic? Ngọc Anh và Minh Hằng có biết mở micro lên để nói chuyện với cô không nè? Can you guys turn on the mic? I can open the mic now. Okay, so you guys have two people. So first, what about Ngọc Anh first? Ngọc Anh, introduce about yourself. What is your name, your full name? Họ tên đầy đủ của Ngọc Anh là gì nè? You can say my name is. My name is Nguyễn Ngọc Anh. Okay. How old are you, Ngọc Anh? You can say I am. Eight years old. One more time. I am 8 years old. Okay, good job. Okay, bây giờ Ngọc Anh nói cho cô nghe nè. What is your favorite color? What is your favorite color, Ngọc Anh? I like blue. You like blue? Okay, blue. You like color blue? Okay, thank you, Ngọc Anh. What about Minh Hằng? Can you introduce yourself? What is your full name? Họ tên đầy đủ của Hằng là gì nè? What is your full name? You can say My name is Minh Hằng. Okay, họ tên đầy đủ. Okay, good job. How old are you? Con bao nhiêu tuổi nè? How old are you? You can say I am old. Okay, you 8 years old. Okay, so instead of favorite color, thay vì cô hỏi màu yêu thích nè, cô sẽ hỏi nha, where do you come from? Hằng đến từ đâu? Where do you come from? I'm from. Con đến từ đâu nè? Where do you come from? I'm from Long Biên. Okay, you from being. Okay, good job. Okay, so what about your favorite food? Your favorite food. Hằng thích ăn món nào nè? What is your favorite food? I like hamburger. Okay, you like hamburgers. Okay, good job.
Hằng and Ngọc Anh. Okay, thank you so much. Okay, so now what about Thu Thủy? Ah, Thu Thủy, did you study with me last year? Did you study with me last year? You look familiar. Nhìn bạn Thủy rất là quen nè. Thủy có học với cô hồi năm ngoái không? Did you study with me last year? So now Thủy, can you turn on the mic and introduce yourself, okay? Bạn nào chưa biết cách mở micro thì nhớ nhờ bố mẹ hướng dẫn mình nha. Hello Thủy. Thủy có Hello, học với cô teacher. Hồi năm ngoái không? Hồi năm ngoái Thủy có học với cô không? Con có ạ. Ah, yeah, you look familiar. I remember you. Cô có nhớ Thủy nè. Okay, so can you introduce yourself? Your name, your age? So what is your name? You can say my name is. My name is Thủy. Okay. 10 years old. Okay, good job. Where do you from? Where do you from? Come from? I from Hanoi City. Okay, Hanoi City. Okay. So what is your favorite color, Thủy? What is your favorite color? My favorite color is black and white. Okay, black and white. What about your favorite drink? Cái thức uống yêu thích của Thủy là gì? What is your favorite drink? My favorite drink is orange juice. Oh, orange juice. Okay, very good. Orange juice. So, do you like to play sports? Do you like playing sports? Thủy có thích chơi thể thao không? Do you like playing sports? Yes, I do. So, what is your favorite sport? Như vậy Thủy thích chơi môn nào nhất nè? What is your favorite sport? My favorite sport is football. Okay, football, football. Okay, very good, Thủy. Okay, thank you so much, Thủy. Thank you. Now the last person, okay. Who will be the lucky person? Một bạn cuối cùng nha. A guy, okay. I will invite a guy. Please, I will invite... Văn Tất Vinh, right? Văn Tất Vinh, right? Hello teacher, I am Văn Tất Vinh. Okay. I'm from How old are you? You from where in Vietnam? Con tới từ đâu ở Việt Nam nè? Where in Vietnam? Hà Nội. Ah, you from Hà Nội. Okay. So how old are you? How old are you? Nine years old. Okay. You are 9 years old. You're in grade 3. Okay. Good. So can you tell me what is your favorite color? What is your favorite color? Red. Ah, you like red, okay. And are you afraid of any animal? What do you afraid of? Con sợ con vật nào nhất nè? Con có thể nói là I am afraid of. Rồi con nói cho cô nghe con vật đó là gì nè? Cats. Cats? I'm afraid of. What animal again? Vinh nói lại cho cô nghe không rõ lắm. What animal? Cat. Ah, cats. Okay, như vậy là Vinh sợ mèo đúng không? Okay. You are afraid of cats. Okay. Okay, thank you Vinh so much. Thank you. Okay, guys. I'm so sorry. We have 100 people in our class, so I cannot invite all of you. Okay. Cô xin lỗi là cô không thể mời tất cả các bạn được. Bởi vì lớp của mình rất là đông. Một bạn thì cũng mất tầm 1-2 phút, 2-3 phút rồi đúng không? Okay. Nhưng mà cô sẽ cố gắng mời các bạn. Okay, để mình cùng nhau làm bài nha. So we move to the first unit today, unit 1, every day. We're going to learn about the things that we do every day, okay? And the first activity, okay, is a very interesting activity, okay? So this is a song, and the name of the song is Kate Can Be Late. This is the name of the song. Đây là tên của bài hát nè. So you will have to listen first, okay? You will have to listen, and then you have to read. Đầu tiên thì đây là một bài hát, nhưng mà trước tiên thì cô sẽ mở. Đầu tiên thì cô sẽ mở cho tụi con nghe nè. Sau đấy thì tụi con sẽ đọc cho cô. À, mình đang tắt mic cho nên mình cứ đọc thoải mái cho cô nha. Mình đọc thoải mái lên.
mình vừa nghe, mình vừa đọc theo. Then I will divide this one. Cô sẽ chia cái này ra làm 4 đoạn. I will divide into 4 parts. And I will invite 4 of you. Cô sẽ mời 4 bạn khác để đọc cho cô nghe từng đoạn một. Okay. Then we're gonna sing later. Okay. Sau đấy thì mình sẽ hát sau. Okay. Are you ready, guys? I'm gonna turn on now. Okay. I'm gonna turn on the record now. Unit 1. Page 2. Every day. Activity 1. Listen and read. Can you guys hear? Then can you guys sing. Hear? Kate can't be late. Okay, wait guys. Cô hỏi là bạn Bảo Ngọc là bạn nào nào? Can you stop requesting remote control? Okay, bạn Nguyễn Lê Bảo Ngọc lớp 3A4 bạn khoan bạn đừng có bấm cái này nữa nha. Okay, nó sẽ bị che mất cái slide các bạn đang xem nè. Okay, bạn Nguyễn Lê Bảo Ngọc lớp 3A4. Okay. Nếu mà con có vấn đề gì về cái việc bấm nút thì con sẽ hỏi bố mẹ để mình không có bị bấm nhầm cái nút đó nữa nha. Okay. So continue, okay, cô sẽ mở lại khúc đầu cho các con nghe nha. Okay, I'm so sorry because I think that the words they are pretty small, right? Cô xin lỗi là cái chữ nó hơi nhỏ đúng không? Okay, sorry guys. Wait, let me try. Để cô thử phóng cái hình này to một xíu được không? Okay, I will try my best, okay? Nhưng mà nó cũng không thể nào mà phóng to. Hello guys, can you guys hear me and see me?